Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 14 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 14 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê gật đầu, mấy lần Tố cũng thay hộ bỉm giúp con bé, trông rất gọn gàng, cho nên Lê rất yên tâm, một tay bế con, một tay xách túi đồ. Bóng dáng cao lớn, lịch lãm, những bước chân chắc chắn vô cùng, trông chẳng khác gì hai bố con. Lê sướng nha, mới bỏ chồng xong, đã có đại gia để ý, giỏi y như mẹ con vậy đó. Bà Hồng để ý nãy giờ, khi Tố bế con đi, chỉ còn lại một mình Lê ngồi đây, thì bà lại đi ra cợt nhã. Lần này Lê không chịu nhịn mà bật lại. Sao chuyện của nhà tôi bà cứ phải sầm soi thế? Tôi đi với ai? Tôi làm cái gì mặt xác tôi? Chẳng qua tôi nể gì năm nào bà cưu mang mẹ tôi thì tôi tôn trọng. Nhưng bà đừng có nghĩ tôi sợ. Tôi không giống bà Nga đâu. Và bà cũng chẳng là cái thá gì cả. Lê trừng mắt nhìn người đàn bà uy quyền trước mặt, khẽ đưa tay lên kiểu giữ giữ lời. Bà Hồng cười giòn tan đáp. Không, bác có ý gì đâu. Chẳng qua bác quan tâm cháu nên mới hỏi như thế. Chứ thật lòng bác rất muốn mời hai mẹ con cháu về làm quản lý quán cho bác đó. Nói thật, bác rất có mắt nhìn người. Ngoài xã hội đầy người giàu xinh, nhưng bác không nhận. Bác biết hai mẹ con cháu sẽ làm được việc, cho nên chỉ muốn chiêu mộ những nhân tài mới thôi. Làm đĩ mà cũng cần có năng khiếu thế cơ sao? Xin lỗi, tôi không làm được điều bà kỳ vọng đâu. Bà thông cảm cho. Lệ đứng lên, tỏ vẻ không muốn bắt chuyện với bà ta nữa. Nhưng bà Hồng lại nói khiến cô dừng lại. Đi ký giấy ly hôn phải không? Cái thằng chồng cháu hôm cháu chửi nó ở đây đó. Hôm nay cháu bị nó bỏ. Đang trên đường đi ký giấy tờ đúng không? Thằng đấy nó lấy nhân viên của bác đó. Nó làm con bé có bầu bây giờ phải cưới. Trùng hợp thật đó. Hạnh phúc này dở thì lại có hạnh phúc mới. Cháu cũng thế còn gì. Nè bà. Lê nhìn bà Hồng trừng mắt, giống như thể con người của cô sắp tòi ra đến nơi. Lê nuốt nước bọt, dứt khoát, sẵn sàng sổ một tràng dài những ức ức trong lòng. Phải, tôi sắp bỏ chồng đó. Bà có vui không? Nó lấy ai tôi đết quan tâm. Nếu đấy là nhân viên của bà, tôi còn phải mừng thêm mới phải. Thực tế thì cái quán của bà tồn tại đến bây giờ chỉ làm hỏng người khác, phá hoại hạnh phúc và gây ra tệ nạn xã hội mà thôi. Cái gì mà cà phê, hát hò, cái gì mà tạo công ăn việc làm cho lao động. Nếu làm lao động chân chính, sao không tuyển nhân viên nam, lại tuyển nữ, còn ăn mặc thiếu giải nữa. Bà Hồng, bà cũng già rồi, đừng làm những thứ xã hội này ghét, nghiệp báo cả đó. Nói đến đây thì Tú cũng thay đồ xong cho con bé đi ra. Thấy hai người đang đứng trước mặt nhau như kẻ thù. Không những thế, bà Hồng còn ức đến sắp sửa khóc. Xong rồi, tính tị đi cô Hồng, mà hai người nói chuyện gì với nhau thế? À, không có gì đâu, tôi đang khen bà Hồng làm ăn khấm khá lắm, chọn chỗ nào cũng rất đắc địa. Lê cười nói với Tú, nhưng anh trông thấy mặt bà Hồng có vẻ không phải nghe được những thứ hay ho như thế. Thấy tình hình căng thẳng, Tú chỉ biết gật đầu không thắc mắc thêm. Toàn gửi tiền rồi mới đi, thì bà Hồng xua tay. Thôi, hôm nay tôi mời hai người, chẳng mấy khi... Không cần đâu, bà cứ cầm lấy đi. Bà cũng buôn bán chứ có sẵn đâu mà mời. Cầm lấy, chúng tôi không thiếu tiền.
Khi bà Hồng còn nhỏ nhẹ thì Lê đã rút tiền từ trong ví ra trả rồi nhanh chóng đi ra xe. Tú cũng bế con theo sau. Vào đến trong xe, chưa kịp đưa con bé cho Lê thì cô nói: "Lần sau tôi cấm anh vào mấy cái động bàn tơ như thế." "Ơ kìa, làm sao?" Tú không biết Lê bực dọc chuyện gì, liền hỏi lại, nhưng Lê gắt: "Tôi thích thế, không được là không được." "Ừ thì thôi, không dạo thì không dạo." Tú làm ra vẻ lý nhí nói, nhưng khi quay đi thì anh lại cười tủm tỉm thích thú. Trời tầm gần trưa khá nắng, lâu lâu Tú lại quay sang nhìn con bé xem nó có nóng hay không. Anh không dám mở điều hòa lớn, bởi nghe đâu trẻ sơ sinh thế này thì rất dễ bị viêm phổi. "Đi ký giấy ly hôn thôi mà, sao phải mang con bé theo cho tụi nó?" Tú vừa lái xe vừa hỏi. Lê nói: "Để cho bên bà nội nhà nó xem mặt. Nhà đấy có thể không ưa tôi, nhưng còn máu mủ nhà người ta. Không phải tôi mang con theo để người ta thương hại, mà chỉ là để cho họ biết lựa chọn giữ con lại của tôi ngay từ đầu là đúng đắn. Và chuyện cho người ta xem mặt con bé là sự tử tế cuối cùng tôi có thể làm được cho nhà họ." Tú nhìn Lê, anh đang nghĩ xem người con gái trẻ tuổi trước mặt này quá khứ đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà có thể bình thản đến như thế. Nếu là những người khác bị nhà chồng hắt hủi, bị đối xử tệ bạc, không cần biết nguyên nhân từ đâu, họ cứ phải nói ra cho mọi người biết để thỏa mãn nỗi ấm ức. Ấy vậy mà Lê cứ lặng thinh, không khóc lóc, không giải thích, không kêu than. Thật đúng là rất giỏi. Xe đổ ngay trước cổng, đi đồ cho Lê chuẩn bị xách vào. Tú không yên tâm nên dặn lại một lần nữa: "Vào trong đó có chuyện gì xảy ra thì phải hét to lên, nhớ chưa?" "Tôi biết rồi, anh dặn lần này là lần thứ tư rồi đó. Ký giấy ly hôn thôi mà, có phải đi đánh ghen đâu." "Biết đâu được chứ, tôi chỉ lo cho con tôi thôi. Đi đi, rồi nhanh còn về nữa." Tú nói còn phải sờ sờ vào cái bóp của Hỉnh một lần nữa rồi mới để cho Lê đi. Cô cười gật đầu nhẹ nhàng. Tú mở cửa cho hai mẹ con xuống xe. Nốt buổi này thôi, ngày mai Lê trở thành người độc thân. Bước đến sân nhà, nhìn toàn thể ngôi nhà, nó vẫn y như thế. Lê cũng ở đây được gần một năm, chứ đâu phải ít. Nhưng mà sao giờ trông nó lạ lẫm quá, giống như thế Lê mới đặt chân vào đây ngày đầu tiên. "Đi đi chứ, sao lại đứng đó, còn nó nắng kia kìa." Tú vẫn chưa vào trong xe mà vẫn đứng nhìn chăm chăm Lê đang bế con ở sân. Anh xót ruột mà đẩy, cho nên Lê bật cười bảo, rảo bước nhanh vào bên trong. Thấy trong bàn ăn có tiếng nói chuyện, Lê đi thẳng vào trong. Chắc có lẽ nhà họ đang ăn cơm trưa. "Ăn đi con, ăn đi cho có sức, ăn nhiều vào thì cháu mẹ mới khỏe chứ." "Phải đó chị ăn nhiều vào. Chiều nay em không đi làm, hai chị em mình đi mua đồ sinh đi. Em tuần sau là đẻ rồi." Tiếng bà Lộc với cái Liên không ngớt động viên người vợ mới của Thái phải ăn cho nhiều. Sau lời hai người, giọng của đứa con gái nhỏ nhẹ nói: "Nhà mình cứ tự nhiên đi ạ, con chẳng khách sáo gì đâu." Mâm cơm rộn ràng tiếng cười của tất cả bên trong khiến Lê đứng ngoài này bật cười chua chát. Đúng thật là khi mới về đây, cô không nói khéo được như người bây giờ. Ai gấp cho ăn thì dân dạ cảm ơn, cũng cái kiểu thân thiết này. Bà Lộc và cái Liên đã từng nói với cô, giờ họ lại đi nói với người khác, cô cũng không biết đứa con gái này có phải là đứa cuối cùng hay chưa. "Chào cả nhà, tôi đến để ký giấy tờ." Lê bế con đi vào trong. Cây Vân thấy chị dâu cùng với cháu đến thì cười chạy ra đỡ đồ cho chị. Lê nói với em: "Hôm nay rằm, chị có mua ít trái cây thắp nhang cho bố, cô để lên bàn thờ giúp chị nha." Đứng trước người con dâu cả, ai cũng khó chịu ra mặt. Bà Lộc còn cằn nhằn: "Gớm, làm như tử tế lắm đó. Ai là bố mày, gọi mà không biết giờ." "Kìa mẹ, chừng nào con còn chưa ký vào giấy tờ ly hôn thì trên luật pháp con vẫn là con dâu của mẹ,
là vợ của anh Thái, mà việc gì mẹ phải căng thẳng như thế? Đằng nào hôm nay chẳng chấm dứt, với lại còn có bé cháu sang đây, bà với mọi người có muốn xem mặt cháu không? Chứ để sau này bố mẹ cháu bỏ nhau rồi, muốn xem mặt cháu cũng chẳng được nữa. Gớm, làm như báu bở, nhà này không có nhu cầu, không quan tâm. Có phải máu mủ nhà này đâu cơ chứ? Cả lò làm đĩ mà nói nghe chừng sang, lẳng lờ đến thế là cùng. Liên bực dọc khi thấy Lê thì liền nói ngay. Lê lại cười, cô không khóc được. Lạ nhỉ, trong hoàn cảnh này mà còn cười được thì đúng là điên mất. Giống như thể đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, vừa quá sức chịu đựng, người ta sẽ không còn cảm giác đau đớn. Thái thấy vợ ôm con về thì cũng ra vẻ không chào đón, đi về phòng lấy giấy tờ ly hôn đã chuẩn bị trước. Hắn chỉ vào rồi nói, ký vào đây đi, nhanh nhanh rồi bước ra khỏi cuộc đời của tao. Dẫn cái phòng Thái ấy, Lê cười nhạt rồi cầm lấy bút. Khi Toan đặt bút ký thì cô ngước lên hỏi Thái một câu. Mình nè, mình phải hứa với em, sau khi bỏ em, mình phải sống thật tốt, tuyệt đối không được dây dứt nhé. Tại sao tao phải hứa với mày những điều ấy? Ký đi, ký nhanh đi, tao còn lấy vợ nữa. Lê nhìn chồng một lần cuối thật lâu, nhìn cái người đã giữ cả thanh xuân của mình, người mà trước kia Lê nghĩ là hiền lành, đạo đức. Cô dành toàn tâm toàn ý để vun vén cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Người ta nói hôn nhân thương mạnh dính líu đến tiền bạc, kinh tế, sự tham lam giàu sang sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng mà nhìn xem, khi Lê đến đây, nào có gì trong tay. Thái cũng thế, họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Nhưng cuối cùng thì chưa được một năm cũng kết thúc. Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi hay là chắc chắn cả. À nè, số tiền mừng cưới hồi đó thôi cứ giữ lại cả mà nuôi con. Giờ làm gì có ai trông cậy nữa. Lại ở với người mẹ như thế, sau lại giống nhau. Khi chuẩn bị ký thì bà Lộc nói, tay Lê cầm cái bút, chẳng biết nó gãy từ lúc nào. Sức lực ở đâu mà cô có thể bẻ được như thế. Cây Vân nghe được hết câu nói của mẹ nó, thấy trong tay Lê bút đã gãy, nó giật lấy cặp, thó cái bút trong đấy, nhét vào tay Lê rồi hối. Ký đi chị, em ủng hộ chị. Cây Vân trước giờ là người duy nhất trong nhà tin tưởng cô tuyệt đối. Người lúc đầu niềm nở, sau lại thành kẻ thù. Người lạnh nhạt, sau lại thành người thương mình vô điều kiện. Cho dù là bỏ anh trai nó, nhưng nó biết Lê là người sống có trước có sau. Nắm lấy cây bút Vân đưa, Lê gật đầu với nó. Quay sang, cô nói với bà Lộc. Mẹ không nhận cháu, con cũng chẳng dám cầm. Con đến nhà mình với hai bàn tay trắng. Khi con đi, con cũng đi với hai bàn tay trắng. Là lựa chọn sai lầm của con xin cam chịu. Số tiền ấy ngày hôm qua con đã chuyển lại cho anh Thái. Nếu mẹ muốn in hóa đơn, thì ngày mai con lên ngân hàng lấy. Trả rồi sao? Nó trả cho mày, sao mày không nói với tao tiếng nào cả? Bà Lộc quay sang hỏi Thái, hắn nói. Vợ con cầm số tiền ấy rồi, mẹ không phải lo. Hắn nói rồi chỉ vào người đàn bà mà được cho là mang bầu con của hắn. Cô ả thấy chồng nói thì cũng gật đầu nhận. Dạ, anh Thái bảo con cầm để lấy tiền sắm sửa đồ sinh, con định hôm nay mới bảo. Bà Lộc nhìn thủng cả mắt, với con dâu mới, sắm sửa đồ sinh gì mà đến tận cả trăm triệu như thế. Nếu bà không hỏi, Lê không nói, thì chúng nó im ỉm đến lúc nào. Vừa ban nãy còn ngọt nhạt với con dâu mới, thì giờ bà Lộc đang nhìn nó nổ mắt. Thái đứng đấy, nhưng không nói phụ vợ câu nào. Hắn giận thế, vẫn vô tâm, và chẳng biết cái gì cả. Lê lại cười phát nữa, thật may cho cô quá. Chứ nếu bỏ cô mà hắn trở thành người biết bảo vệ vợ con, thì cô lại không cam tâm. Kìa mẹ! Cây liền thấy mẹ nhìn chăm chăm cô dâu mới, thì giật áo bà ra hiệu, còn có Lê ở đây, không được tức giận với người mới. Bà Lộc hiểu ý, liền cười xòa. Cầm rồi thì thôi, đằng nào mẹ chẳng cho cháu, chưa giữ làm cái gì. Cho không lấy thì thôi,
Đã không có còn bày đặt chê. Bà Lộc quay ra lại bóng gió với Lê. Cô đang chăm chú cầm bút, dứt khoát, nên không nói gì. Cô ký rất nhanh, nhanh giống như cái cách mà cô về đây làm dâu, chưa đến một năm. Bỏ cái bút xuống, người cô nhẹ tẩn, đúng với người được trả về tự do. Chưa hết, Lê cầm cái hộp nhẫn cưới bỏ lên bàn. Cô nói, trả lại cho anh, bán hay làm gì cũng được hết. Hộp nhẫn được Lê để chồng lên tờ giấy ly hôn. Tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát. Bởi trước đó, người ta tin Lê là đứa xấu tính, đĩ thỏa, lẳng lơ, rất đanh đá, hay chửi nhau và tham lam. Nhưng mà cho đến bây giờ, khi Lê đã ký giấy ly hôn, không còn là người nhà này, họ lại thấy Lê tự động đem sòng phẳng, trả lại hết những thứ giá trị không thuộc về mình. Tự dưng thấy Lê tốt tính, bà Lộc và Thái có phần không cam tâm. Vậy là xong, vừa ý mẹ nhé. Con rời đi cũng chỉ xin chúc mừng, nhà mình có thêm dâu mới. Mong cô dâu này sẽ làm hài lòng cả gia đình nhà mình. Lê chúc mừng nhà Thái một lần nữa, trên môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Người ta không hề thấy trên khuôn mặt của Lê có chút gì gọi là nuối tiếc hay khổ đau. Ngược lại còn trông thấy cô yêu đời hơn bao giờ hết. À, con có chuyện này muốn hỏi. Mẹ đã tìm được số tiền giếng của bố chưa? Khi cả nhà còn không biết nói gì thì Lê đã hỏi. Bà Lộc đáp lại, xen lẫn sự bực dọc. Mất rồi thì lấy lại vào mắt. Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó? À, không có gì đâu. Chẳng là chị bán vàng Bảo Ngọc ở chân cầu nói với con có đứa cầm số tiền đúng với số tiền mẹ mất đến mua vàng nên con mới hỏi như thế. Đứa nào cầm? Ai cầm? Mày nói như thế là có ý gì? Bà Lộc khi nghe thấy Lê nói có người cầm tiền của mình thì như phát điên. Bà liên tục hỏi. Lê cười, cô đáp. Là cái Liên, con dâu mà mẹ tin tưởng tuyệt đối, là tím ấy lấy. Mày nói láo, tao lại giả cho mày một nhát bây giờ. Ký xong thì cút mẹ mày đi, đừng có ở đây mà nói luyên thuyên. Cái Liên gào lên khiến tất cả đều giật mình. Làm gì mà nó phải kích động như thế? Hay đúng thật là có chuyện gì rồi? Kìa, sao tự dưng mày nói to thế? Lê, mày nói đi, sao cái Liên lại cầm tiền của tao? Hay là mày tính trước khi đi phá nhà tao phải không? Không, tôi đâu phải hạ người ăn không được thì đạp đổ như thế. Chẳng qua tôi biết bà mất tiền và biết luôn cả đứa nào lấy nên tôi mới nói cho biết đấy thôi. Còn nếu như bà nói vậy thì tôi xin phép đi về. Lê nói xong, Toàn bế con đi, nhưng bà Lộc đã nói. Không, tao muốn biết, mày kể rõ hơn xem. Mẹ à, mẹ đang để nó dắt mũi đó, mẹ đừng có nghe. Liền hoảng hốt can ngăn, còn định lôi Lê ra ngoài, không cho nói nữa. Thế nhưng bà Lộc đã gào lên, làm cho nó im bặt. Mày càng như thế thì tao càng nghi ngờ mày đó, khôn hồn thì ngồi im đi. Bà nói vậy nó còn nói được gì nữa, nên đành im lặng ngồi xuống. Nhưng mà trong bụng nó đình nình, Lê cũng chẳng có bằng chứng gì nhiều đâu. Nó mang số tiền đấy, mua hết vàng ở tiệm Bảo Ngọc. Bà nhớ ngày hôm bị mất tiền chứ? Là tối thứ sáu, là chiều hôm thứ sáu, nó đã lấy đi mua vàng. Nè, mày thích vu oan không hả? Lê đang nói thì cái Liên sừng cồ lên. Bà Lộc liền đập bàn. Mày im mồm ngay! Bà Lộc hét lên khiến nó im lặng. Lê đáp. Tao còn biết nhiều chuyện hơn mày nghĩ đó. Và tao cũng biết bà Lộc chắc chắn sẽ nhớ ngày bà làm mất tiền. Là bởi gần cùng ngày với ngày cúng tuần cho ông Lộc. Hôm mày đi mua vàng, mày đã dắt cả thằng Bin đi. Khi về nhà mày để cái túi đựng vàng trong ngăn kéo. Thằng Bin nó không biết nên mới mang ra đựng bi. Thử hỏi một đứa phải dây tiền, bán đất để trả nợ. Bây giờ vẫn còn nợ thằng Thái 300 triệu. Thì tiền đâu mà mua hơn một cây vàng. Mà nó lại trùng với ngày bà Lộc bị mất tiền. Sau khi ăn cắp tiền, mày là người duy nhất trong nhà biết ông Lộc chết vào giờ độc, nhưng không nói ra. Mày sợ ông ấy báo mộng hay đòi tiền, cho nên đã trồng cây lưỡi hổ ở góc cổng trừ tạ. Bên dưới chậu cây và cả trong túi áo mày có một lá bùa màu vàng.
và đằng sau ảnh thờ của ông Lộc cũng có một lá bùa như thế. Tiếc là lá bùa ấy tao đã đốt đi. Còn cái cây lưỡi hổ cũng bị sư thầy hôm cúng bắt mày nhổ đi. Mày tranh nhổ đi cái cây đấy. Thầy Cái Vân, là bởi mày biết dưới gốc cây có bùa, nên mày sợ lộ, mày đã nhân mọi người không để ý, nói rằng trồng cái cây ấy lúc bắt rạp đám ma. Nhưng không hề, mày chỉ trồng khi ăn cắp tiền của bà Lộc thôi. Sau khi tao bỏ lá bùa lên bức ảnh, hôm đó mày đã gặp ác mộng. Tao đoán không nhầm, thì mày thấy ông Lộc đòi tiền, đúng chưa? Nên hôm ấy, mày làm cơm cúng cho ông Lộc rất thịnh soạn, rồi cho cả bà Lộc tiền, coi như đã bù đắp về tội ăn cắp. Nhưng tao biết, vài triệu bạc mày đưa, vẫn chẳng bằng một gốc chỗ tiền giếng ấy. Tất cả đều sửng sốt khi nghe những lời Lê nói, cái liền lắc đầu, tỏ vẻ không chịu nhận. Lê cũng muốn chứng cứ đưa ra, không thuyết phục, nên cô chốt hạ. Nếu không tin, các người có thể ra tiệm vàng, nhờ người ta trích xuất camera. Còn không thì gọi cả thằng Biên về, cho nó dài cái kẹo là nó nói hết. Trẻ con, nó không biết nói dối. Sau lời Lê, bà Lộc sốc muốn tắt thở, chỉ tay vào mặt cái Liên, nói không ra hơi. Mày, sao mày dám? À khoan đã, tôi đã kể cho bà nghe điều bí mật mà tôi biết, thì nhân đây tôi cũng xin hỏi bà vài câu. Chỉ vài câu thôi rồi tôi sẽ đi. Bà Lộc quay sang gật đầu, tay bà đang run lên vì tức. Nhưng Lê đã nói như thế thì bà cũng đồng ý. Chuyện gì thì hỏi đi. Lê nhìn bà, cô nói. Tôi muốn hỏi chuyện về ngày đầu tiên khi tôi đến đây. Khi mà bà nói bà pha cho tôi một cốc thuốc bắc bổ máu, bà nhớ chứ? Cho tôi xin địa chỉ mua loại thuốc đó có được không? Lê nói như thế thì bà giật mình. Bà không quên được cái cốc ấy bởi chính tay bà đưa, và chỉ có một cốc duy nhất. Nhưng đấy là thuốc ngủ, nào phải thuốc bổ gì chứ? Chuyện bà gài để cho Lê và Thái ngủ trước với nhau thì cô cũng biết từ lâu. Và cũng có lần cô nói ý với bà rằng cô đã biết chuyện đấy. Nghĩ đến đây, bà lầu bầu nói. Mày lôi chuyện này ra để chửi tao sao? Mày chẳng biết tổng còn gì. Không, tôi không trách. Chỉ là tôi muốn biết cái loại thuốc ấy mua ở đâu. Tôi đang có chuyện cần tìm hiểu. Bà biết ở đâu bán thì chỉ cho tôi. Lê thành khẩn khiến bà Lộc rất khó hiểu. Và nhìn vào mắt bà, Lê cũng đủ biết bà không biết gì về chuyện này. Cái này mày phải hỏi cái Liên. Mày mua cái thứ đó ở đâu? Bà Lộc suy nghĩ rồi quay sang hỏi Liên, khiến nó giật mình lúng túng, mắt nó đảo như rang lạc lấp liếm. Tao quên rồi. Mày lại mưu mẹo gì nữa phải không? Choang. Mày khốn nạn lắm Liên. Nếu không dướng con, tao xé xác mày ra. Còn đĩ khốn nạn nhà mày. Lê cầm lấy cái cốc trên bàn rồi ném vào mặt cái Liên. Mày sao nó theo phản xạ tránh được. Thằng Sơn thấy Lê lên cơn thì chửi. Mày điên sao? Mày lên cơn gì đó? Mày có tin tao báo công an bắt nhốt mày không? Mày báo đi, báo ngay đi. Tao cũng muốn bắt nhốt cả con vợ mày nữa đó. Mày hỏi xem con tao bị vết bóp này là do ai? Lê chửi giăng nước bọt, ai nấy nghe không hiểu ý. Bà Lộc ngập ngừng bảo. Rốt cuộc là chuyện gì? Mày kể rõ ra xem nào. Đừng có nói lấp lửng như thế, ai mà biết được chứ? Lê nhìn bà Lộc rồi hỏi. Vậy chuyện tôi uống thuốc gây mê là ý của bà hay của cái Liên? Của cái Liên, sao thế? Sau câu hỏi của Lê, bà Lộc càng căng thẳng. Lê nhìn vào cái Liên đang lén lút phía sau lưng áo chồng trốn tránh. Cô đáp. Nó đã cho tôi uống thuốc gây mê của thú y đó, bà có biết không? Ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi đến đây, nó đã dẫn tôi đi tham quan nhà và ra cả đằng sau xem chuồng lợn. Nó vô tình kể cho tôi nghe con lợn ấy rất may mắn đẻ nhưng lại khó đẻ vì bầu nhiều con. Bởi thế cho nên nó hay mua thuốc gây mê về để hòa vào thức ăn cho lợn uống. Khi con lợn đã ly bì, nó sẽ mổ đẻ cho con lợn. Và cái cốc nước mà bà nghe theo mồm nó đưa cũng là thuốc mê không dành cho người. Con dâu bà không chỉ tham lam
mà còn hà tiện, muốn xỉn. Ở với một đứa như thế, bà có sợ hãi không hả? Lê trừng mắt lên mắng, Sơn đứng đấy, gạt phắt đi, nó nói. Chị đừng có mà đặt điều, sao chị biết đó là thuốc không dành cho người? Mà chị biết như thế, sao bây giờ chị mới nói? Vô lý. Mày hỏi hay lắm. Đáng lý là tao không biết đâu. Nhưng mà cái hôm bà Lộc đi du lịch, cái Vân và tao ra vườn hái khế. Nó trèo lên hái quăng xuống thì chẳng may, rơi vào cái thau bỏ thuốc mê mà vợ mày vứt dưới đất. Trong đó có nước, nên nó bắn lên mặt tao, và tao không thể nào quên cái mùi được bà Lộc giới thiệu là thuốc bổ máu. Nó lại giống với cái mùi thuốc gây mê ấy, đến thế, không khác một tí nào cả. Tao không dám nói, bởi tao không chắc chúng mày không đủ thuyết phục. Cho đến hôm trước khi tao đi khám cho con bé về vết bớp, như mày thấy đó, thực tế đây là vết bớp máu, chứ không phải là sứt môi như kết luận lúc trước. Họ đã lấy xét nghiệm tế bào ở vết bớp và kết luận nó là nguyên nhân ngoại bộ tác động vào, tức là vết bớp này do ảnh hưởng chất độc từ bên ngoài xâm nhập nên bị nhiễm, chẳng hạn như ngửi mùi thuốc lá, trong thai kỳ uống thuốc tây quá nặng liều, và đặc biệt là nhiễm chất độc hóa học giống như kiểu dioxin. Khi uống cái thuốc ấy vào, tuy không chết nhưng mà có những thành phần hóa chất con người không được sử dụng. Nếu chất độc đi vào cơ thể một thời gian sẽ ngấm vào tế bào máu, ảnh hưởng đến thai nhi. Giống chất độc màu da cam cũng thế, nhiễm vào nguồn nước sinh hoạt, đời này không bị nhưng đời sau chắc chắn sẽ bị. Còn mày hỏi vì sao tao chắc sao? Là vì nó cho tao uống thuốc mê trong cái lúc con lợn đẻ, nhà mày cũng cần. Hai cái mùi ấy giống y nhau, khiến tao không thể nào nghĩ ra được điều gì khác. Mẹ mày đã nói con vợ mày chủ mưu. Bây giờ tao cho vợ mày chứng minh đó, xem nó nói được nó mua thuốc ở đâu hay không. Suy cho cùng thì tao vẫn cảm thấy may khi gan lì giữ lại con, chứ không chắc chắn tao sẽ ân hận cả đời mất. Và tao cũng báo luôn bác sĩ nói vết bớp có thể chữa, cho nên tao không truy cứu. Còn nếu không, tao sẽ không để yên cho vợ mày đâu. Bà Lộc nghe đến đây, hai tay buông thõng, quay sang nhìn cái Liên. Bà túm lấy cổ nó gào lên. Mẹ cha tiên sư con đĩ, chính mày đã hại cháu tao. Cái loại khốn nạn như mày nên chết đi. Bà Lộc gào ầm ĩ cả lên. Cái Vân cùng với Thái kéo bà ấy ra khỏi cái Liên. Ai cũng bàng hoàng và sốc thực sự trước những gì Lê kể. Họ nghĩ Lê nói đúng, bởi cái Liên không dám cãi. Trong đầu nó cũng không dám nghĩ chuyện ảnh hưởng đến đứa bé lại xảy ra. Khi mọi chuyện đã được vạch trần, người ta mới để ý và thương xót đứa bé đang ẩm ngửa trong tay Lê. Vết bớp loan dài, in đậm màu máu hết phần tư khuôn mặt, khiến ai cũng xót xa. Đây không phải là bệnh, mà là sự thiếu hiểu biết của những con người quá đỗi hẹp hòi. Rút trong túi ra tờ giấy xét nghiệm, Lê nói: còn đây là giấy xét nghiệm ADN huyết thống của anh và con bé. Nó là con của anh, nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Giấy tờ đã được ký, con bé tôi sẽ nuôi. Tôi chỉ mong người sinh con cho anh. Anh cũng sẽ đi làm xét nghiệm giống y như cái cách mà anh đã làm với con đẻ của mình. Nói đến đây, Lệ đánh mắt nhìn sang người vợ mới của Thái. Cô ả xanh mắt lo sợ, bởi cái thai này nào phải con của gã. Gái gọi trong quán hát, cung phụng, phục dịch biết bao nhiêu kẻ thì biết đứa nào làm bố. Cái cốt sao cán cho thằng hiền lành, không biết gì là được. Chê vợ mình lẳng lơ nên rước đĩ về làm vợ, đúng là chua ngoa. Bây giờ tất cả người trong nhà bà Lộc đều rưng rưng nước mắt, chuyện nào cũng sáng tỏ và họ dây dứt vì mọi chuyện đã quá muộn. Giờ thì người ta đã hiểu tại sao Lê lại nói ký giấy tờ xong thì không được dây dứt. Âu cũng là có lý do. Đứng lên chuẩn bị đi, Lê nói với tất cả. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn nói chuyện tử tế với các người, đều là do tôi nghĩ đến con. Dù thế nào nó cũng mang máu mủ của nhà này, cho nên tôi không oán trách, để chừa một chút tử tế đàng hoàng cho các người. Sống chưa đến một năm ở đây, nhưng tôi không khác gì bị giam cầm đầy ải. Nhưng mà nhờ có thế tôi mới suy nghĩ thấu đáo.
rằng cuộc đời còn dài, tuổi còn trẻ, giúp ở đâu thì đứng lên ở đó. Tôi sống cho bản thân tôi, cho con cái tôi, còn những thứ khác tôi không quan tâm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mẹ tôi đúng thật trước kia đã từng có quá khứ lầm lỡ, nhưng khi bà ấy dạy con chuyện gì cũng rất thấu đáo và kỹ càng. Điều ấy được thể hiện ở cái cách tôi đến đây giải quyết vấn đề. Đặt là tôi, con bị thế này là người ngoài tác động xem. Tôi nghĩ các người chẳng thể bình tĩnh mà ngồi yên được đâu. Thôi, cũng quá trưa rồi, tôi về. Hẹn gặp lần cuối tại tòa nhé. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Lê nhắc đến chuyện mẹ mình làm gái, nhưng cô không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn biết ơn cách dạy dỗ của mẹ. Bế con rời đi, Lê nghe thấy từ đằng sau gia đình nhà kia tiếp tục hỗn loạn, nhưng bây giờ cô thấy nhẹ nhàng, trong tâm cao mà ung dung bước đi. Khẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh, Lê mỉm cười trút bỏ gánh nặng. Ra đến xe, vẫn thấy Tú đứng ở cổng trông vào. Vậy là từ nãy tới giờ anh luôn hướng mắt nhìn vào trong xem xét tình hình. Hai người leo lên xe. Lê không nói một câu, chỉ im lặng nhìn ra cửa kính. Tú nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ an ủi. Thoát rồi vui lên đi chứ, đời còn dài, không có chỗ chứa cho người không ra gì đâu. Vui vẻ lên còn lấy chồng nữa. Lê bật cười gật đầu, xe lăn bánh. Giống như chiếc xe này đang chở Lê đi đến những nơi mà cô cảm thấy mình xứng đáng được hạnh phúc. Gả ở đâu, đứng lên ở đó, cuộc đời vốn dĩ rất tươi đẹp. Ngoại truyện 1. Lâu lắm rồi Lê mới có cảm giác quen thuộc thế này. Cái cảm giác thoải mái, tự do mà từ khi lấy chồng xong cô không thể cảm nhận được. Bây giờ cô mới để ý đến quãng đường mình đi rất nhiều lần, nhưng lại không trông thấy những căn nhà đẹp đẽ, mộc sang sát từ khi nào mà cô không hay biết. Phải rồi, lấy chồng xong, đầu tắt mặt tối, hơi đâu mà để ý đến những thứ khác. Nói đâu hay, đến cả chuyện rửa mặt. Ngày trước khi chưa lấy chồng, Lê cũng hay rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Khi lấy chồng, mang lọ sữa rửa mặt ấy sang đây. Đến khi bỏ chồng ra đi, chai sữa rửa mặt vẫn còn gần như đầy. Bởi thời gian đâu mà chăm chút, sầm soi mà ngắm vuốt nữa. Cốt sau nhanh chóng để đi làm, để chạy về nấu cơm thật nhanh. Quả thật những ngày ấy cô đã sống quá vội vàng mà không hề hay biết. Nghĩ đến đây, cô thấy thương bản thân mình quá đỗi. Đời người con gái liệu có bao nhiêu năm thanh xuân, bao nhiêu năm tuổi trẻ mà sửa chữa lỗi lầm. Nếu như cô không nhận ra thì có phải cô mãi mãi bị chôn vùi hay không? Về đến nhà, bà Nga đã đứng trước cổng. Bà vẫn chờ hai đứa về ăn cơm. Chuyện con gái đứt gánh, bà vẫn dây dứt vì quá khứ không mấy tốt của bản thân. Nhưng bà cũng không biết làm thế nào, chỉ biết rằng bà phải sống đàng hoàng hơn, lương thiện hơn để chứng minh cho tất cả cùng thấy. Tú cũng ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều có một suy nghĩ cho riêng mình, nhưng đều có chung một nội dung, đó chính là hạnh phúc. Sau khi Lê rời khỏi nhà chồng cũ, cô còn biết rằng nhà đấy đã xảy ra một cuộc ẩu đả khá lớn. Bà Lộc gần như phát điên trước những điều mà trước khi đi Lê đã cho bà biết. Dù thế nào, bà cũng là một người mẹ, là một người quá đỗi tin tưởng vào nhân quả và tâm linh. Bà dây dứt trước cái mưu kế của cái Liên, nó ăn cắp tiền của bà, làm hại cháu bà, nhưng lại khiến cho bà tin tưởng rằng nó là đứa được việc nhất. Bà già đầu rồi vẫn bị nó lừa một vố cay đắng. Hất cả mâm cơm ra giữa sân, bà gào lên giận dữ. Sơn, tốt nhất mày nên đưa con vợ mày đi trước khi tao giết chết nó. Tại sao tao lại có thể chứa chấp cái loại người thủ đoạn như vợ chồng mày được kia chứ? Chúng mày thực sự quá đỗi khủng khiếp. Đi nhanh đi, từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không có cái loại con như chúng mày. Số tiền chúng mày ăn cắp coi như tao cho, từ nay về sau cũng không mẹ con gì nữa.
ở thêm một ngày, tao sẽ báo cảnh sát bắt nhốt cả đấy. Bà Lộc quay đi, không thèm nhìn mặt. Vợ chồng chúng nó cũng không dám cãi, Lý Nhí chào, rồi cũng quay đi. Người sốc thứ hai, đó là Thái. Hắn ngồi nãy giờ, dựa vào tường nhắm mắt. Hóa ra đúng như những gì Lê nói, không phải cô dì ở chung nên khó chịu với các em, mà chính là những đứa em của anh ta chèn ép cô trước. Ngẫm mà xem, đáng lý ra con gái hắn cũng khỏe mạnh, xinh xắn như con người ta. Nhưng vì ai mà ra nông nỗi này? Càng nghĩ, Thái càng cảm thấy thương con. Đứa trẻ vô tội, chỉ vì bất cẩn, thiếu hiểu biết mà thành ra như thế. Cái liền khóc hết nước mắt, nó không dám xin ở lại, bởi trong lòng nó bây giờ cũng không còn gì khác. Bản thân mang thai, nhưng hại một đứa bé trong bụng bằng vết bóp theo cả cuộc đời. Sau này tương lai nó sẽ đi về đâu? Cái liền nó bẩn bụng, nó có thể đấu võ mồm suốt ngày. Và trong đầu nó không thiếu các mưu kế hèn bẩn để hại người khác. Nhưng còn đứa bé này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. Nó cũng là mẹ, nó cũng hiểu những đau đớn mà Lê đã trải qua. Nhưng nói cho cùng, tất cả đều đã quá muộn. Thu dọn đồ đạc xong, hai vợ chồng dắt thằng Bin cùng với đồ đạc mang đi. Trước khi đi, cây liền Lý Nhí nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lúc ấy con không nghĩ được nhiều như thế." "Chúng mày đi đi, tao không muốn nghe bất cứ câu nào nữa. Chúng mày sống quá độc ác, mày ghét nó, nhưng còn thằng Thái là anh của chúng mày kia mà. Chuyện đấy chúng mày nói không biết, vậy chuyện ăn cắp tiền là do đâu? Đến bây giờ thì tao mới hiểu. Lần trước tao cũng bị mất tiền là do mày. Cả buổi chiều chỉ có tao với mày ở nhà, chẳng có ai vào đây hết. Nhưng lúc ấy tao không ưa cái Lê, nên tao hoàn toàn tin tưởng mày. Hóa ra người đâm sau lưng không sợ bằng người đâm ngay trước mặt. Tao đối xử với vợ chồng mày tệ lắm sao, mà chúng mày dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác." Cây liền ôm mặt khóc như mưa, nhưng mà Lộc kiên quyết không cho ở. Nói chán về, hai vợ chồng dắt đứa con đi, chẳng biết khi nào mới quay lại. Ngồi phịch xuống ghế, bà Lộc nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Bà nói: "Tu chùa tu chuyện thì ít gì chứ, con cái vẫn bất hòa, gia đình vẫn lục đục." Tối hôm ấy, hai mẹ con đang ăn cơm thì bà Hồng đến. Đang vui, thấy cái mặt bà Hồng đúng là mất cả hứng, nói như hất nước vào mặt, mà vẫn lì lợm thò mặt sang. "Chị sang đây có việc gì thế?" "Ơ kìa, thế hai mẹ con không mời tôi vào nhà sao?" Bà Nga trông thấy bà Hồng thì mặt đầy lo lắng, giống như thể bà không muốn dính líu gì đến người đàn bà này, càng không muốn nhắc về quá khứ, quá đuổi đau đớn. Vào trong nhà, bà Hồng thấy em bé nằm trên giường thì chạy đến cưng nựng, nhưng Lê liền gằn: "Tay bà có sạch sẽ không mà sờ vào người nó? Bà có việc gì thì cứ nói luôn đi." Bà Hồng bị Lê gạt sang một bên thì chỉ cười nhạt. Bà đáp: "Thì bác có ý gì đâu, chẳng qua là sáng bác sang thăm con bé tôi. Lúc sáng bác thấy cháu bé còn bé, nên bác biết sinh rồi bây giờ bác qua đây thăm, chứ thật tình bác không có ý gì cả." Thấy bà Hồng nói chuyện cũng đàng hoàng, không nhắc gì đến chuyện khác thì Lê cũng thôi. Để cho hai người nói chuyện, Lê tranh thủ đi tắm rồi giặt quần áo cho con. Đến khi xong thì bà Hồng cũng chuẩn bị về. Trước khi đi, bà có nói: "Nói thật, chị em mình có duyên gặp nhau. Chị cũng không muốn nói nhiều về chuyện công ăn việc làm, nhưng mà chị thương và quý mến em. Thấy em làm việc vất vả chị xót, chị nói rồi đó, chị không có ý trèo kéo, nhưng nếu hai mẹ con chưa có việc làm thì cứ sang nhà chị, chắc chắn chị không để hai mẹ con chịu thiệt thòi đâu. Thôi, sang chơi thấy cả nhà khỏe mạnh thế này là chị phấn khởi rồi. Chị về đây, hôm nay rảnh rỗi bế cháu sang quán chị chơi nhé." Bà Lộc gật đầu, đẩy cửa cho bà Hồng bước ra. Khi người đàn bà kia đã đi khuất,
Ấy vậy mà bà Nga vẫn còn chưa dạo, bởi có những điều khiến bà mãi mê suy nghĩ. Vân thấy mẹ vẫn đứng đấy thì đi ra, cô liền hỏi. Mẹ chưa vào sao? Bà ta nói cái quái gì thế? À, không có gì đâu, chắc có lẽ mẹ con mình hiểu lầm bà Hồng thật rồi. Thôi, chúng ta vào nhà đi. Lê gật đầu cùng với bà Nga đi vào bên trong. Ngày hôm nay tuy cũng giống như ngày hôm qua, nhưng tâm trạng của Lê tốt hơn. Ngày hôm nay cô làm được rất nhiều thứ, quan trọng là chuyện đã dứt khoát được với gia đình nhà chồng. Nhìn con bé đang ngủ ngon, trên má vẫn còn nguyên vết bớp màu đỏ, Lê khẽ sờ lên tóc con, nó là kết quả của một chuyện tình bị đứt gãy. Người ta đưa con đến với thế giới này, nhưng cũng gần như làm hỏng cả cuộc đời của hai mẹ con. Lê mạnh mẽ đến bây giờ cũng là nghĩ cho con. Nằm trên giường cùng với bà Nga, Lê chột dạ nghĩ ngợi, thì thào với con. Đời bà thì vất vả, đời mẹ thì không hạnh phúc, nhưng mà đến đời con gái mẹ sau này thì nhất định sẽ thật hạnh phúc. Ngày hôm sau, tòa gọi cả hai đến để hòa giải, nhưng Lê không đi, cô cũng không quan tâm. Khi đã dứt khoát bỏ nhau thì làm gì có cái lý do nào mà hàn gắn. Thế nhưng cô không biết, ngày hôm đấy Thái dẫn lên tòa, hắn ngây thơ nghĩ rằng cô cũng sẽ đến để nghe người ta hòa giải. Dù gì có người mới, thế nhưng trong lòng Thái vẫn còn rất nhiều điều dây dứt chưa nói với Lê. Kể từ hôm Lê sang ký giấy, hắn cũng chưa lên tiếng được câu nào. Ngày hôm đó Thái đã lên cơn vì nghĩ cả nhà vợ mình làm đĩ. Sự ghen tuông mù quáng khiến hắn nhất định phải bỏ vợ cho bằng được. Hơn hết, hắn cáu vì nghĩ con bé không phải con mình. Lê lằng nặc đòi giữ lại là cái cớ để mọi người thương hại hai mẹ con. Nhưng hắn đã lầm. Theo như tâm lý một người mang bầu không phải con của chồng lại gặp bệnh tật ngay trong khi thai kỳ được khuyên bỏ, sau này bớt khổ thì Lê phải bỏ con ngay lúc đấy. Chưa cô có mất mát gì đâu, cũng chẳng ai biết đó là con của người khác hay không. Ấy thế nhưng Lê vẫn chọn giữ lại con, bởi đó là máu mủ chứ không phải một nguyên nhân chủ quan nào khác. Và quyết định giữ con của Lê rất đúng. Ngồi ở ghế mãi không thấy ai, Thái cứ ngồi đó rất lâu, chẳng muốn về. Trong tâm càng hắn lại hiện lên quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Khi Lê còn là một cô gái trẻ xinh xắn bán bánh, biết bao nhiêu gã đàn ông thèm khát, làm quen. Ấy vậy mà cô lại chấp nhận yêu một người như Thái. Bởi ngoài thực thà ra, hắn không có gì khác. Với cái tâm lý của gã trai 30 tuổi đầu, muốn chinh phục cơ thể con gái, 5 lần 7 lượt hắn xin Lê cho mình cái ngàn vàng, nhưng Lê tỉnh táo, kiên quyết không cho. Cô nói sẽ để dành đến khi Thái cưới hỏi đàng hoàng, lúc ấy mới tính. Ấy thế mà cái hôm mẹ hắn cho cô uống cốc thuốc mê, Thái cũng được thỏa mãn lòng ham muốn hết sức tầm thường của mình. Dù khờ khạo, nhưng hắn cũng biết Lê còn trinh trắng, và đây chính là lần đầu tiên của Lê. Ấy thế mà sau một thời gian chung sống, bị em tác động, bị mẹ nói hấy, hắn quên mất mình đã khó khăn thế nào mới lấy được Lê. Ngủ với mình lần đầu tiên, nhưng khi bà Lộc nói Lê giống mẹ nó, đi làm đĩ thì hắn cũng tin ngay. Nghĩ đến đây, Thái giò đầu bứt tai vì ân hận, nhận mình ngu dại thì cũng đã muộn mất. Tới hôm ấy, Thái về nhà, trông thấy Cây Uyên, người vợ mới đang ngồi trước cửa. Thấy chồng về, ả cất mồm cằn nhằn bảo: làm cái giống gì mà giờ mới về, định để hai mẹ con tôi chết đói đó sao? Bị vợ mắng, nhưng Thái không nói, đi thẳng vào trong nhà lấy quần áo đem đi tắm. Khi đi qua sân, hắn thấy một cái bãi kẹo dứt đầy ra đó. Vừa hay cái Vân đi xuống, Thái liền nói: ở nhà sao không dọn dẹp đi, lớn rồi đó. Ngày xưa chị Lê ở đây, đến cái tầm xỉa răng, chị ấy cũng phải dứt ra ngoài giường. Bây giờ rước cái đống kia về thì ăn đâu dứt đó. Nãy em đã nhặt mấy cái giỏ bánh dứt đi rồi đó. Mới lên nhà được có tí, bây giờ lòi ra đống khác. Anh bảo ai ăn, người đấy đi mà dọn.
Cơm nước thường ngày em chẳng phải làm, bây giờ không có người em cũng phải nấu cả đó. Nói xong Vân đi xuống bếp. Để Thái đứng trước sân. Cái Uyên vừa ăn chuối vừa nói: mày đi mua ít cua biển về để ăn nhé, con nó đòi ăn cua biển đây nè. Thái ngước lên nhìn người vợ nhặt được ở quán hát bà Hồng. Chẳng biết điều kỳ diệu nào xảy ra khi thằng Sơn đưa hắn vào đấy hôm lề đi mấy ngày thì Uyên nó mò đến tận nhà để ăn dạ. Đang bực tức vợ, giờ có người mang bầu con mình, hắn nhận luôn rồi đón Uyên về đây ở hẳn. Có vợ là vì có bầu, chứ Thái không hề có một tí tình cảm nào với Uyên. Xem cái nết ả ăn, chán chưa? Ăn liên tục không ngớt. Suốt từ hôm dọn đến đây, Thái đã bỏ ra hết cả tháng lương để cho ả tẩm bổ. Ấy thế mà gặp thứ gì cũng đòi ăn. Giờ mới là tháng đầu, không biết 8 tháng nữa có trụ được hay không, hay là nhà lại chết đói hết cả. Thái đứng suy nghĩ một lúc, rồi cũng lấy chổi quét rác, dọn cái đống nợ mà vợ mình vừa mới bày ra. Mấy hôm nay, cả nhà hắn đã quá mệt mỏi, không còn sức đâu mà nói chuyện. Nhà đang đông người, này đi gần hết, trong lòng ai cũng đều buồn bã, nhất là chuyện của Lê. Tùy cô bỏ rồi đấy, nhưng mà khi cô đến đây trưa ngày hôm ấy, nói ra mọi điều, giờ tất cả đều như mắc nợ, sự dây dứt nó cứ ám vào người, khiến ai cũng mệt mỏi. Thà cô cứ cắm cãi chửi thật to, có thể chửi bằng những câu từ thô thiển và khó nghe, nhưng Lê đã không làm thế. Từ đầu chí cuối cô luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không trách móc, không ai oán. Đến người như bà Lộc còn cảm thấy khổ đau. Biết là đau thương, nhưng tất cả đã quá muộn. Giấy tờ pháp lý đã đủ cả, họ chẳng là gì của nhau nữa. Tuy lưu luyến, nhưng Thái cũng chỉ biết im lặng. Bởi bây giờ hắn đã có vợ, có con. Hắn mong sao có thể bắt đầu từ người vợ mới này. Cuộc sống sẽ hạnh phúc và bình yên. Khi vừa quét vừa suy nghĩ, thì Uyên đi qua khiến Thái bất chợt rợn cả sống lưng. Bởi cái mùi cơ thể chua lòm, khét nẹt, vừa túa ra sộc thẳng vào mũi khiến Thái bất giác nôn khan. Bịt mũi thật chặt, Thái ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, bần thần. Uyên thấy thế thì quay lại hỏi: anh sao thế? Sao mặt tái xanh thế kia? Trúng gió hả? Chắc là thế, đang quét, tự dưng hoa mắt. Thái lấp liếm đáp. Uyên gật đầu, như nhớ ra chuyện gì, ả nói: chắc không phải đâu. Người ta nói vợ đang mang bầu là chồng hay nghén thay đó. Như thế thì con mình sau này mới khỏe được. Thái cười trừ gật đầu cho Uyên vui. Nào có phải ngán ngẩm gì đâu, chỉ là cái mùi hôi nách cộng với cái mùi hôi hôi, xen với cái mùi nước hoa mua ở chợ 50.000 ba lọ, nên Thái mới choáng như thế. Nghe đến đây thì Thái cũng chột dạ nghĩ ngợi. Hình như từ hôm Uyên về đây chỉ mới tắm được có một lần. Nhớ hôm nào gặp Uyên ở trong quán hát, khi trong mấy chục cô tiếp viên váy ngắn quá đùi thì lòi ra cô Uyên đẹp mã nhất mà trông sạch sẽ ngon lành nhất. Nghe bà Hồng giới thiệu từng người thì Thái chốt được hát cùng với em này, với điều kiện là phải trả thêm 100.000 nữa. Thằng Sơn tuy kiếm được tiền nhưng mà cũng chỉ dám gọi hàng thường. Nó thì không có gì bất mãn với vợ như Thái, cho nên cũng chỉ cần một đứa rót bia mất có 100.000. Đi hát có một lần ngày hôm ấy, thế mà trớ trêu thầy, Thái có vợ ngay, thì không biết là xui hay là may mắn. Chỉ có điều ngày hôm ấy trông Uyên xinh lắm, chả biết thế nào mà về nhà lại kinh dị như thế. Cái tướng ngồi xem điện thoại, tay thò vào nách, chốc chốc, lại cậy cái nút ghẻ ở chân, nhìn sao mà rợn người quá. Tôi đã định lờ đi cái suy nghĩ thấm thía bỏ vợ là sai, nhưng sự thật cứ hiện diện khiến Thái gần như ngã ngửa. Cứ mỗi lần hắn hạ quyết tâm nói rằng thôi phải cố gắng làm lại từ đầu với người vợ mới, nhưng cứ nghĩ đến cái mùi hôi nách trộn với cái mùi nước hoa rẻ tiền ấy thì Thái gần như say, kiểu như bị tê liệt thần kinh, khiến cho hắn vô cùng chán nản. Này, em có đi tắm không để anh đun nước? Trời âm u thế này, năng lượng không nóng để tắm đâu.
Thái lấy cớ hỏi xem Uyên có tắm hay không. Nhưng Uyên không biết ý, à lắc đầu nói: "Không, em chưa muốn tắm, khi nào cần em sẽ bảo anh đun." Nói xong, Uyên lại cầm cái bọc bắp rang đi lên phòng. Lúc nãy chồng có nói là trúng gió đấy, nhưng Uyên cũng không thèm hốt cái đống rác kia phụ cho chồng. Nếu là Lê thì cái lá cây rụng ra sân cô cũng nhặt dứt đi. Cũng mang bầu to sắp đẻ thật đấy. Nhưng sáng đi làm may, chiều về bán bánh, trưa tranh thủ về nấu cơm. Không thấy Lê kêu ca phàn nàn bất cứ một câu gì. Đằng này Uyên chỉ có việc ngồi ở nhà ăn không, nhưng đến giỏ kẹo dứt ra, á cũng không biết đường mà nhặt gọn. Thái thở dài, muốn làm lại cuộc đời lắm chứ, nhưng trong cái kiểu này thì không biết nên làm cái gì. Cơm khô thì chê, không ngon, đổi sang cơm nhão thì cứ ngỡ cám cho lợn. Bà Lộc đi chùa đến trưa mới về, từ hôm Lê đến đây không thấy bà Lộc cười nói câu nào. Cả ngày buồn chán, bà chỉ biết lên chùa nghe kinh Phật cho lòng thanh thản. Tay Vân từ nhỏ đến giờ nào có phải nấu cơm, nay nhà không có người nó cũng bắt buộc phải nấu. Hì hục, nghi ngút suốt cả buổi, đến khi bà Lộc về thì cũng có cơm ăn. Cái Vân tính nó cẩn thận, chưa nấu cơm lần nào nên nó canh chừng không đi đâu. Tuy nhiên vì nấu không chuyên nên không ngon là chuyện bình thường, món thì nhạt, món lại hơi mặn. Cả nhà biết đấy là cái Vân đã cố gắng lắm rồi, nấu ra cũng không tệ đến nỗi không ăn được, cho nên không ai bảo gì cả. Thế nhưng đối với Uyên lại khác, từ bé đã có thói quen ăn ngon, mặc đẹp, nay thấy mâm cơm chỉ có thịt kho, trứng rán thì chê không ăn nổi. Nó tỏ vẻ khó chịu rồi nói với Thái: "Mấy cái thứ này ăn làm gì con đủ chất, anh lên lấy trong tủ lạnh có con gà ủ muối ra đây cho em ăn." Thái nhìn vợ rồi lại nhìn mẹ, nhìn em. Con gà mà Uyên nhắc đến là do sáng nay Uyên đi mua, cứ thèm gì là phải mua nấy. Ái ngại với mẹ và em, Thái nói: "Em ăn đỡ đi, trứng mà em lại bảo không có chất sao? Con gà đấy để đến tối hẳn ăn, không ăn thì vẫn còn chứ hết đâu mà sợ chứ." "Tôi không biết, tôi không thể ăn mấy cái thứ như thế này được, anh mang gà xuống đây cho tôi, nhanh lên." Uyên gào lên ầm ĩ, nhất mực đòi ăn. Sau câu gào gân cổ, cả nhà im bặt. Bà Lộc nghẹn ứ cổ khuyên con trai: "Thôi con đi đi, đi lấy cho em ấm cửa nhà." Thái thở dài, lững thững đứng dậy đi lấy, trong lòng chất chứa nhiều suy tư khó tả. Nếu khi còn ở với Lê, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, ấy vậy mà với Uyên thì suy tư một bụng muốn nói cũng chẳng dám nói. Mang con gà xuống đến nhà, định đem đi chặt, bỏ ra đĩa thì Uyên không chịu, cứ phải là cả con xé chấm muối. Tuy không ai động đến miếng nào, song vì tham ăn, Uyên để con gà sát dưới chân mình, lâu lâu ánh mắt lại láo liên, cứ như thể ai ăn tranh của nó. Cái Vân nhìn chị dâu nó, lại thấy hào hào giống con chó đang giữ miếng ăn. Mỗi lần ai đến gần nó sẽ nghĩ người ta lấy mất nên gầm gừ canh chừng. Bà Lộc nhìn cái nết con dâu ăn thì chán, buông đôi đũa khỏi tay, bà đứng lên, lẩm bẩm mấy câu trong miệng: "Rước voi về, rầy mã tổ, lợn lành chứa thành lợn què." Mẹ không ăn nữa sao? Mà này, mẹ nói thế là có ý gì chứ? Cái gì mà voi với mã ở đây?" "À, không phải đâu, mẹ quen mồm đó mà, chị cứ ăn đi." Ca Vân xua tay trước lời thắc mắc của chị dâu. Cái đầu nông cạn còn hơn trồn bát thì hiểu thế nào được. Ăn xong, Uyên lại phủi đít đi, không dọn dẹp hay phụ cái Vân cất đi. Thái nhìn thấy em gái làm một mình thì thương, nên dọn dẹp cho nó đi rửa bát. Khi chỉ có hai anh em, cái Vân khuyên anh một câu: "Anh nè, nếu cảm thấy hối hận thì tốt nhất là sang xin chị Lê tha thứ rồi còn nhận lại con." "Thế nhưng còn cái đống này?" Thái hất hàm ra điều chỉ về phía Uyên. Cái Vân cũng chưa nghĩ được đến cách giải quyết, nó chỉ thấy tiếc bởi Thái quá khờ khạo, đánh mất một người vợ biết điều và vuông vén cho gia đình. Vân nói: "Tuy là không về được với nhau nhưng mà ít ra anh cũng phải sang thăm con chứ. Anh không còn là chồng của chị Lê, nhưng anh là bố con bé, là người đẻ ra nó kia mà.
Bây giờ chỉ biết làm điều tử tế nhất có thể thôi, sửa được tí nào thì hay tí đấy chứ. Thái nhìn Vân rồi gật đầu khe khẽ. Ngày xưa mà nghe mấy lời như thế, hắn sẽ nghĩ em gái bên chị dâu, nhưng bây giờ hắn lại thấy lọt tai vô cùng. Sau khi đi làm về, Thái thấy bà Lộc đang đứng ở cổng đợi con. Thấy Thái về, bà liền nói: đi sang nhà bà Nga thăm hai mẹ con nó tí không? Đi luôn nhỉ? Trước lời đề nghị của mẹ, Thái gật đầu đưa mẹ đi ngay. Ngồi trên xe, bà Lộc nói: mẹ có hái được ít táo mang sang đấy, cái lề nó hay ăn, với lại tí ra cửa hàng mua hộp sữa bột nữa. Khiếp, tao ngồi ở sân có một tí mà cái con Uyên nó nói khùng ngớt, chốc lại nói này nói kia, hỏi cái nọ cái kia, inh ỏi nhất cả tai. Tao mệt quá không trả lời thì nó hét vào cả tai, sợ thật đó. Thái gật đầu không đáp, đến hắn còn chán chứ nói gì đến bà. Mới đầu nghĩ mang Uyên về vì con, nhưng giờ khiến cả nhà mất ngủ. Uyên nói còn nhức đầu hơn Lê, ấy thế mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Thứ tốt đã đánh mất, nhặt được cái đẻo thì phải dùng vậy. Nó đúng với hoàn cảnh của Thái lúc này. Bên cạnh đau khổ vì đánh mất một người vợ đảm đang như Lê, thì cả bà Lộc và Thái còn cảm thấy áy náy vì cái hôm chửi cả nhà bà Nga làm đĩ. Cũng không ai hiểu rằng sao lúc ấy có thể nói ra những lời cay đắng đến thế. Để bây giờ khi tỉnh tâm lại, quả thực nhà bà rất quá đáng. Không ai quên được cái chiều hôm ấy, không ai quên cái tát muốn lệch mặt của bà Lộc dành cho con dâu, và cũng chẳng ai quên được cái đẩy rất mạnh của bà để tống khứ cô con dâu được cho là đĩ, ô uế và không sạch sẽ. Cứ nghĩ về Lê, bất giác bà Lộc quệt nước mắt. Bà chẳng khóc đâu, khóc thì giải quyết được gì lúc này, chỉ là khi trong lòng cắn rứt, nước mắt sẽ không giữ được mà cứ ứa ra tuôn trào. Khi đến đấy đã là 6 giờ tối, bà Nga đang thầy bỉm cho cháu, còn Lê thì nấu cơm. Cuộc sống của hai mẹ con êm đềm và vô cùng ấm áp, khác hẳn với cái không khí lạnh lẽo bên nhà. Tuy vẫn có người ở, xong lại cứ vô vị, chán chường, chẳng ai nói dài câu nào. Kìa, hai người đến chơi đó sao? Vào đây uống nước đi. Bà Nga thấy thông gia cùng với con rể cũ thập thò ngoài sân thì thân thiện gọi vào. Cậu vui vẻ hiền lành đến nỗi không ai nghe thấy có một chút gì đó gọi là khó chịu hay không vừa ý. Hai mẹ con gật đầu chào lại rồi nhanh chân xách đồ vào trong. Lê vẫn không biết có người cũ đến chơi, cho nên bưng mâm cơm lên định ăn thì mọi người đi vào. Cô ngơ ngác chưa biết phải nói gì thì bà Lộc nói trước: hai mẹ con ăn cơm sao? May quá, hai mẹ con tôi cũng chưa ăn. Vậy hai người ngồi đây đi, để cái Lê nó dọn cơm xong rồi chúng ta ăn. Tất cả cùng gật đầu, chỉ có Lê là không nói năng. Nhưng mà vẻ mặt thế kia thì cũng đủ hiểu Lê không muốn hai mẹ con họ ăn chung. Bà Nga biết, nhưng bà lại không thể không mời họ. Trong khi người ta đã ngỏ lời trước muốn ăn, đấy là phép lịch sự tối thiểu. Nếu giờ bà gạt đi, không cho người ta ăn, thì bà đúng là cái kẻ không ra gì mà trong đầu họ hay suy nghĩ. Đầy túi quà mang theo, bà Lộc cười nói: tôi có ra giường hái ít khế với lại ít quả mang sang, với cả lon sữa cho cháu uống thêm. Bà Nga gật đầu cảm ơn rối rít. Trong lúc trò chuyện, bà cũng hỏi thăm: nhà bên đấy cũng khỏe cả chứ? Chị vợ anh Thái này nghe bảo bầu, vậy bầu được bao lâu rồi? Nhắc đến Uyên, hai mẹ con lại nhìn nhau, đang vui vẻ, tự nhiên nói đến vợ mới khiến ai cũng ngại. Nhưng bà Nga chỉ hỏi xã giao là chính, giống như cái cách một người bạn xa lâu năm mới gặp hỏi hàn nhau, mà khiến cho hai mẹ con giật mình thon thót. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 14 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.